Tôi đang có mặt bên bờ sông Mekong, bờ phía đông ở tỉnh Champasak, thành phố Bắc Xế. Sau lưng tôi là đường đi xuống nhà hàng nổi trên sông Mekong. Thì dọc theo bờ sông Mekong có rất nhiều nhà hàng nổi để phục vụ du khách ẩm thực, ngắm nhìn dòng sông Mekong huyền thoại. Đặc biệt là ở trên bờ cũng có những cái quán nhậu, phong cảnh rất là hữu tình. Và từ đây du khách có thể chiêm nghiệm về lịch sử của dòng Mekong huyền bí, lịch sử của các nước ASEAN cùng chung dòng sông nguồn lợi chảy qua 6 nước. Và sau lưng tôi, nhà hàng này có đặc điểm là máy lợp bằng miếng gỗ giống như miếng ngói và bồng bềnh trên dòng Mekong, rất thư giãn, rất tuyệt vời. Quý vị hãy đến và Bắc Xế, hãy nhâm nhi chai bia Lào bên dòng Mekong. Và xa xa đó chính là cầu Hữu Nghị bắc qua sông Mekong để đi qua Thái Lan từ Bắc Xế. Rất tuyệt vời.